Sự phát triển của ngành công nghiệp game đã khiến cho việc tạo ra một tựa game hay rất cần nhiều sự đầu tư của nhà sản xuất. Đôi khi, việc đầu tư có thể lên đến hàng chục, thậm chí là hàng trăm triệu đô với mong muốn tạo ra một tựa game AAA, có sự góp mặt của các diễn viên nổi tiếng. Nhưng đôi khi kết quả lại không mang đến thành công cho lắm. Tuy nhiên, trái ngược với những sản phẩm bom tấn đó, lại có một tựa game mang lại doanh thu hơn 15 triệu bản trong 5 năm phát hành ở mọi nền tảng. Một tựa game đã giúp ông chủ của nó góp mặt trong tạp chí Forbes. Một tựa game đã có cho riêng mình một giải đấu với 40.000 đô la tiền thưởng. Và điều đặc biệt nhất là nó được tạo ra bởi một người duy nhất. Và nhân vật của video ngày hôm nay không ai khác chính là Eric Baron, cùng hành trình tạo ra cú hit Stardew Valley. Eric Baron sinh ngày 3 tháng 12 năm 1987 tại LA, Mỹ. Anh có bố là một con mọt vi tính và mẹ anh là một người yêu thích nghệ thuật. Thế nên từ nhỏ, anh đã được tiếp cận sớm với công nghệ và có một chút cảm hứng nghệ sĩ trong người. Anh theo học tại Đại học Tacoma và nhận được tấm bằng công nghệ thông tin vào năm 2011. Tưởng chừng như tấm bằng đó sẽ giúp anh mở ra một trang mới suôn sẻ trong cuộc đời, song Eric lại rất chật vật trong việc tìm kiếm một công việc ổn định và lâu dài. Trong khoảng thời gian khó khăn đó, anh đã nảy ra ý tưởng về việc tạo ra một tựa game, vốn chỉ là để tô màu cho chiếc CV có phần nghèo nàn của mình. Do chưa tiếp cận với việc làm game, anh chọn hướng đi fanmade hóa một sản phẩm có sẵn trên thị trường. Trong một lần đắm chìm vào ký ức trẻ thơ của mình, Eric đã chọn Harvest Moon của nhà làm game người Nhật Bản Yasuhiro Wada. Sau đó, Eric bắt tay vào công việc làm game và tất cả những gì mà các bạn thấy của Stardew Valley hiện giờ đều là do một tay Eric tạo ra. Đúng, chỉ một mình Eric Baron mà thôi. Ngay từ đầu, Eric định hướng cho Stardew Valley là một game mô phỏng thế giới mở, có một chút yếu tố RPG được lấy cảm hứng từ Minecraft và Terraria. Nhưng khác với những game cùng thể loại, Eric không chọn cho mình thế giới bao la, anh thu hẹp bối cảnh về một thị trấn duy nhất. Đối với tôi thì nó là một ý tưởng mới lạ, bạn chỉ có thể di chuyển và tương tác trong một khu vực nhất định, cảm nhận mọi thứ xung quanh thay đổi chỉ trong một vùng nhỏ, bạn sẽ thực sự gắn bó với nó. Chính ý tưởng ấy đã giúp cho Eric đỡ mất công thiết kế một bản đồ rộng lớn. Những gì anh cần làm là vẽ nên một nông trại và một thị trấn, một con sông chảy xuyên qua để người chơi có thể câu cá, những ngôi nhà của các NPC và những hang động tự nhiên. Do muốn có thêm yếu tố RPG, Eric đã thiết kế các dungeon dưới dạng các hang động. Các dungeon sẽ được chia làm nhiều cấp độ, người chơi càng đi vào sâu thì càng kiếm được nhiều khoáng sản quý hiếm và những hòm kho báu. Tất nhiên, quái vật sẽ mạnh hơn và nguy hiểm hơn, tạo ra một sự cân bằng hoàn hảo về mức độ và độ khó. Để Stardew Valley sở hữu một cơ chế chất lượng như vậy, Eric đã đầu tư không ít thời gian thiết kế những hầm ngục này. Ban đầu, anh ấy vốn có ý định để mặc công việc ấy cho AI tự tạo như trong Minecraft. Nhưng anh sớm nhận ra rằng người chơi sẽ không thể có những phần thưởng tương xứng cho những công sức mà họ bỏ ra. Vậy nên, Eric quyết định bỏ đi một số công cụ random để tự tay hoàn thành một vài chi tiết của hầm ngục. Dần dần, cơ chế đi đào mỏ được hoàn thiện và có sự cân bằng tuyệt đối đúng với tầm nhìn ban đầu của Eric. Không chỉ vậy, Eric thêm vào game của mình một loại khoáng sản có thể được dùng trong việc nâng cấp công cụ. Trong bản cập nhật 1.15 gần đây, cơ chế nâng cấp này đã được đổi mới khi giờ đây người chơi có thể gán một số hiệu ứng đặc biệt cho vũ khí của mình. Nhưng nếu nói đến cơ chế đặc trưng của một game nông trại thì trồng cây nuôi cá phải được đặt lên hàng đầu. Có thể nói đây là thứ được đầu tư nhất của Stardew Valley. Eric đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của bạn gái, người có chuyên môn về thực vật để giúp đỡ anh trong quá trình hoàn thiện cơ chế này. Gần 100 loài cây được tạo ra, tương ứng với 4 mùa riêng biệt trong game. Một số loại cây chỉ có thể trồng ở những điều kiện đặc biệt và một số loại cây do chính Eric tự nghĩ ra để tăng phần đa dạng cho trò chơi. Ngoài các loại cây, thế giới sinh vật trong Stardew Valley cũng được anh chăm chút kỹ càng. Không chỉ các loài gia súc gia cầm, các loài sinh vật dưới nước cũng được anh nghiên cứu rất sâu và sắp xếp chúng xuất hiện theo từng thời điểm nhất định. Một số loài chỉ xuất hiện khi trời mưa hoặc ở những địa điểm cụ thể. Nó khiến game trở nên chân thực và có chiều sâu hơn rất nhiều. Về cốt truyện, Stardew Valley là một tựa game được định hướng theo kiểu tự do, tức là người chơi sẽ tự viết nên câu chuyện của mình trong thị trấn. Mặc dù đó là ý tưởng ban đầu, nhưng Eric cảm thấy người chơi cần nhiều hơn những mục đích hoặc mục tiêu để thưởng thức game trọn vẹn. Vì vậy, anh quyết định thiết kế các bundle theo từng chủ đề khác nhau. Mỗi khi hoàn thiện một bundle, phần thưởng sẽ xuất hiện. Để triển khai ý tưởng này, Eric đã xây dựng một câu chuyện nhỏ về thị trấn Stardew Valley. Câu chuyện về Community Center đã từng là một nơi để người dân tụ họp và tận hưởng cuộc sống. Thế nhưng sau khi bị tách khỏi thế giới bên ngoài, căn nhà đó dần trở nên hoang tàn,
Nhiệm vụ của người chơi là tìm cách để hoàn thành các bản đồ do các tinh linh của khu rừng tạo ra, từ đó khôi phục lại biểu tượng một thời cho thị trấn. Không dừng lại ở đó, Eric còn thêm vào tuyến truyện chính một nhân tố đi ngược lại với Community Center, đó là tập đoàn thương mại mang tên Joja. Joja xuất hiện trong Stardew Valley và cung cấp các dịch vụ cải thiện đời sống cho dân cư ở thị trấn. Về căn bản là khá giống với các bản đồ của các tinh linh, nhưng có điều, người chơi chỉ cần bỏ tiền ra, chứ không phải khổ sở để trồng cây hoặc câu cá để tìm nguyên liệu cho các gói bản đồ. Eric muốn người chơi tự chọn lối đi riêng cho nhân vật chính của mình, tự chọn cách mà thị trấn Stardew Valley sẽ được tái thiết. Mọi lựa chọn sẽ thay đổi thị trấn và cái nhìn của bạn trong mắt những người xung quanh. Còn kết cục như thế nào thì các bạn hãy tự trải nghiệm nhé! Ngoài tuyến truyện chính, mỗi NPC đều có một câu chuyện riêng của họ, được thể hiện qua các cutscene. Để mở khóa được cutscene cho các NPC, bạn phải giành được tình cảm của họ, thể hiện qua điểm trái tim. Khi được một số điểm nhất định, bạn sẽ gặp họ trong một hoàn cảnh nào đó và cutscene sẽ tự hiện ra, hé lộ về cuộc đời cũng như giúp bạn hiểu hơn về thế giới của Stardew Valley. Eric còn đưa vào tựa game các lựa chọn trả lời khi đối thoại với các NPC. Ban đầu, những lựa chọn này đều hầu hết không ảnh hưởng gì đến mối quan hệ của bạn, nhưng khi mối quan hệ đó tiến xa hơn một chút, các câu trả lời sẽ giúp bạn kiếm thêm điểm tim, hoặc trừ đi số điểm đó. Một nhân vật sẽ được đánh dấu là single, độc thân, điều này có nghĩa là bạn có thể kết hôn và lập gia đình với họ. Đây là một trong những chi tiết Eric rất yêu thích và quyết tâm mang nó vào tựa game của mình. Tôi thích cách mà chúng ta có thể tương tác với người dân trong thị trấn hoặc thậm chí là kết hôn với họ. Đó là điều mà ta không thường thấy trong các tựa game mà tôi chơi khi còn nhỏ, nhưng thực sự nó mang lại một trải nghiệm cá nhân tuyệt vời. Nếu nhìn vào Stardew Valley hiện tại, bạn có thể thấy sự khác nhau rõ rệt của các gam màu theo mùa. Mùa xuân là một màu xanh lá tươi tắn, một màu vàng gắt của mùa hè, màu cam nhẹ nhàng nhưng đượm buồn của mùa thu và màu tuyết trắng của mùa đông lạnh giá. Thế nhưng, bạn có biết rằng, dù chưa từng được đào tạo bài bản về màu sắc, nhưng ảnh hưởng từ người mẹ và sự kiên trì đã giúp Eric hoàn thiện một trong những tựa game có đồ họa chill nhất từng được làm ra. Đối với các mô đồ nhân vật, Eric sử dụng nền đồ họa 2D pixel. Anh vốn không có kinh nghiệm về mảng này, nhưng sự cố gắng của anh đã khiến cho game này ngày càng hoàn thiện hơn. Tôi đã từng vẽ NPC của mình với 4 biểu cảm khác nhau, sau đó scan chúng lên rồi lên màu, và cuối cùng là bỏ hết. Sau đó tôi làm đi làm lại tầm 6-7 lần trước khi cho ra một bản cuối cùng. Nhờ sự tận tâm của Eric, nền đồ họa pixel không còn là một rào cản để ngăn cản các NPC có thể thể hiện cảm xúc của mình. Nếu so sánh với phiên bản năm 2012 và hiện tại, chúng ta có thể thấy sự khác biệt rõ rệt và là thành quả của một sự cố gắng và niềm đam mê tuyệt vời dành cho Stardew Valley của Eric. Nhắc đến Stardew Valley mà không nhắc đến các bản soundtrack thì nó thật là một tội ác. Eric sử dụng phần mềm Popular Head Reason để sáng tác. Do từng có quãng thời gian tiếp xúc với âm nhạc hồi trung học, Eric gặp không mấy khó khăn để chơi các loại nhạc cụ khác nhau. Trước khi bắt tay vào việc soạn thảo, anh thường liệt kê và mô phỏng các loại âm thanh của nhạc cụ mà anh muốn sử dụng. Sau đó anh sẽ tiến hành soạn nhạc trên phần mềm bằng cách gắn các nốt lên sequencer, rồi chạy bằng loại nhạc cụ mà anh đã mô phỏng trước đó. Với Stardew Valley, âm nhạc phải ăn khớp với từng chi tiết trong game. Tôi đã phải cố hết sức để truyền tải không khí của mỗi mùa. Mùa xuân hy vọng, mùa hè đầy năng lượng, sự u buồn của mùa thu và sự cô đơn của mùa đông. Tôi đã sử dụng rất nhiều chấm banjo, các loại đàn dây, đàn hạc và sáo để thổi hồn vào thế giới tự nhiên của Stardew Valley. Ngoài chủ đề mùa màng, các lễ hội trong game, các bản nhạc dành cho các cutscene hay những âm thanh kỳ lạ trong hang động tăm tối đều được tạo ra dưới đôi bàn tay của Eric. Để rồi thành quả là sự đánh giá cao của cộng đồng game thủ cho các bản soundtrack. Tổng thời lượng chơi của chúng là 2 tiếng đồng hồ với hơn 70 bản nhạc khác nhau. Một con số rất khủng với một người làm game có thể coi là tay mơ như Eric Baron. Eric bắt đầu dành trọn thời gian của mình cho Stardew Valley sau khi nhận được những lời bình tích cực đến từ cộng đồng game thủ. Dưới nickname Concerned Ape, anh quyết định nói không với việc tung ra bản beta. Thay vào đó, anh tạo ra một trang blog của riêng Stardew Valley và cập nhật quá trình hoàn thiện của tựa game hàng ngày để các game thủ, những người mong chờ Stardew Valley được biết. Anh chia sẻ quan điểm như sau. Tôi đã có thể tung bản beta vào ngày hôm nay đấy, nhưng tôi không muốn. Cách đó không hề phù hợp với Stardew Valley. Tôi không có ý định ám chỉ tất cả mọi người, nhưng tôi chắc chắn không thích việc phải đọc một cuốn tiểu thuyết với một vài chương bị thiếu, hay đi đến một bảo tàng chỉ để ngắm những bức tranh chỉ được vẽ một nửa. Tôi muốn hoàn thiện sản phẩm của mình theo cách mà tôi thấy phù hợp nhất. Đối với tôi, việc tận hưởng trọn vẹn tựa game là vô cùng quan trọng. Nhưng khó khăn vẫn chưa dừng lại ở đó.
Stardew Valley cần một nhà phát hành để nó có thể tiếp cận đến tất cả những người đã mòn mỏi chờ đợi. Thật may mắn cho Eric khi Chucklefish đã đứng ra chịu trách nhiệm cho mảng phát hành game, bao gồm mảng kinh doanh và marketing. Phát hành trên các hệ máy console với nhiều ngôn ngữ khác nhau, cùng tính năng chơi online của game. Sự giúp đỡ của một nhà phát hành như Chucklefish là đủ để tựa game này có thể ra mắt người hâm mộ. Ngày 26 tháng 2 năm 2016, tựa game này chính thức trình làng và nhận được vô số lời đánh giá tích cực của các người chơi và giới phê bình. Ban đầu, Concerned Ape chỉ mong muốn được bán 10.000 bản game, nhưng trong suốt 5 năm tồn tại, hơn 10 triệu bản đã được tiêu thụ, mang về hơn 30 triệu đô cho Eric Concerned Ape Baron, biến anh thành một trong những gương mặt tiêu biểu của làng game indie và được tạp chí Forbes nêu tên. Nhưng để duy trì thành công trong suốt 5 năm dòng dã đó, Concerned Ape đã phải làm việc gấp đôi cho những bản vá lỗi và những phản hồi từ người hâm mộ. Để tựa game được vận hành một cách tối ưu nhất, Eric đã phải dạo qua các diễn đàn về game như Reddit. Nếu ai đó có phát sinh về lỗi hoặc giải pháp dành cho Stardew Valley, anh sẽ liên hệ để xin file save, rồi tự tay sửa nó mà không thông qua bất kỳ bên thứ ba nào. Nỗ lực của Eric nhận được sự ghi nhận nhanh chóng từ người hâm mộ. Họ thực sự bất ngờ khi có một nhà phát triển game giúp người chơi theo kiểu gõ cửa từng nhà như vậy và dành cho anh những lời khen có cánh, gọi Eric là một huyền thoại của cộng đồng game indie. Với tinh thần nhiệt huyết như vậy, không khó hiểu khi Stardew Valley trở nên thành công và tiếp tục thành công ngoài mong đợi. Đặc biệt mới đây, Stardew Valley đã có một giải đấu nho nhỏ cho riêng mình với tổng giải thưởng lên đến 40.000 đô la. Dù chưa thực sự gọi là eSport, nhưng giải đấu dành cho một tựa game theo hướng nông trại cũng đã chứng tỏ sức hút mãnh liệt của Stardew Valley, là minh chứng cho sự thành công của Concerned Ape. Hiện tại, Eric đang chuẩn bị cho một dự án game mới. Trong bản cập nhật 1.15, anh cũng đã bổ sung một lời tri ân ngọt ngào đến các nông dân của Stardew Valley. Có lẽ, Concerned Ape sẽ dừng phát triển Stardew Valley một thời gian. Xong, với tất cả những gì anh đã làm được, chúng ta hoàn toàn có lý do để chờ đợi một cái tên với kỳ tích đáng nể như Stardew Valley. Hay đó sẽ là một hiện tượng khác còn thành công hơn thế nữa. Nhưng trước khi Eric Baron đưa chúng ta tới một cuộc phiêu lưu đầy kỳ thú trong tương lai, thì đây là câu chuyện về Stardew Valley. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye!